bỏ thùng về số lượng rất là nhiều anh em. Súp họ tiện Vega Monitor súp hầm đơn Aremax kính từ các loại như này rất là nhiều. Phần đơn phần đôi kính thưa các loại súp đơn súp đôi tủ máy kính thưa các loại nha anh em array rất là nhiều. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên cửa hàng Cao Điểm nhé. Anh em liên hệ để được bát chép kính thưa các loại, anh em liên hệ để được giá tốt nha anh em. Anh em liên hệ cho Cao Điểm để được đến chi nhánh gần nhất ở Sài Gòn nha anh em. Cao Điểm ship hoàn toàn quốc qua Sài Gòn sẽ bao ship cho anh em tùy theo mặt hàng. Như vỏ thùng thì những mặt hàng nắng á, thì Cao Điểm sẽ không cần, Cao Điểm sẽ bao ship trong vòng bán kính 5 đến 7 km thôi ha. Còn những mặt hàng nhẹ thì Cao Điểm sẽ cho nhân viên ship hàng. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên cửa hàng Cao Điểm nha. Kính thưa các mặt hàng luôn. Anh em liên hệ để được đến chi nhánh gần nhất để tham quan ha. Xin chào 500 nha.